Hello, xin chào các bạn. Bây giờ Bitcoin đang là 27k4, ETH đang là 1750. Thì ngày hôm qua thì thầy cũng đã call anh chị em là đây là đồ thị 12 giờ nhá. Còn đồ thị ngày hôm qua thì thầy đã call anh chị em là short ở vùng là 28k6 đến 28k8 thì cũng là một cái điểm vùng short khá là đẹp. Thì hiện tại thì cái xu hướng giảm nó cũng đã bắt đầu, nhưng nó đang có một cái vùng cản rất mạnh ở vùng 27K2. Đó. Ở trên cái khung thời gian 12 giờ thì đây này các bạn này, nó Bitcoin đang có một cái sóng điều chỉnh và nó có một cái vùng cản ở vùng 27K này. Mà thủng cái vùng 27K này thì nó sẽ xuống cái vùng 26K, hoặc là thấp hơn nó sẽ là vùng 25K. Thì thạch đang là thực ra nó đã xuống qua, nó đã xuống 26K6 rồi, 26K7 rồi. Nghĩa là hai cái vùng tiếp theo nó sẽ 26K2 và 25K. Thì là cái vùng mà chúng ta sẽ xem là nó sẽ có một cái lực đỡ ở đây không, để cho chúng ta có thể làm sao, chúng ta có thể là những bạn nào mà bị kiểu lỡ 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 đò ấy, lỡ tàu ấy, thì có thể là sao, có thể là tìm cái cơ hội ấy, để có thể là lên thuyền, đúng không các bạn? Đấy, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì xu hướng là xu hướng giảm nhá. Anh chị em nhìn ở đấy này. Đấy, MACD đang cắt xuống này, đã có những cái dấu hiệu điều chỉnh rồi. Đúng không? Đấy, có dấu hiệu điều chỉnh rồi. ETH thì cũng thế các bạn. ETH thì nó cũng có cái dấu hiệu điều chỉnh nhá. Ở trên khung thời gian 12 giờ này. Đấy, cái cản rất là mạnh ở vùng 18 1840. 1840 và ETH cũng có sóng điều chỉnh. Hôm nay thì thầy cũng đã có call anh chị em là đây này các bạn này, cái lệnh hai lệnh này, ví dụ như là short ETH ở 1750 đến 1845 này, DCA 1790, stop loss 1920 này. Đây là các cái vùng target này. Và có một cái lệnh nữa là short LTC này ở 91 đến 96, DCA là 93.5, stop loss đây, các cái vùng TP đây. Ngày hôm qua thì thầy cũng đã call anh chị em là short BTC ở vùng vùng này. Đây. Đấy, short Bitcoin ở vùng 28K6 đến 28K8, 29K. Đấy, thì thầy đã call anh chị em là short ở vùng đấy nhá, ngày hôm qua đấy nhá. Bitcoin giảm thì có vùng mua lại ở vùng 25K2. Đấy, bạn nào có chia sẻ hay là có ý kiến gì thì hãy comment nhé.